Quý vị khách hàng đang tìm nhà gần với trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, quý vị đang tìm nhà gần với trường Đại học Seneca để tiện con cái đi học, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn, gần với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông thì đừng bỏ lỡ video này. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, thông số nhà như sau. Diện tích 32m², hướng nhà là hướng đông nam, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Với cái căn nhà này, ngõ trước nhà thực tế được khoảng tầm 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 70m. Và với vị trí cụ thể của nó thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với vị trí ngôi nhà này thì gần như cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, cách với trường Đại học Seneca 800m, cách với khu đô thị Đô Nghĩa 500m. Giao thông đi lại thuận tiện và tất nhiên sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh. Căn nhà này thì theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Mặt tiền 4m, chiều dài 8m, mặt hậu 8m, căn nhà vuông vắn rất đẹp, thiết kế thì công năng sử dụng rất là hợp lý. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong cửa nhôm hệ Việt Pháp quý vị ạ. Và ngoài cái phần mặt cửa chính thì ở đây thêm một chiếc cửa sổ phụ cho quý vị, thiết kế hai lớp. Đây. Về cái căn nhà này thì tầng 1 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng ở phần tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách hoàn thiện tương đối chỉnh chu cho quý vị, xong hết gạch lát nền, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Căn nhà này thì còn một chút đưa về cái phần hoàn thiện nốt cái tay vịn cầu thang là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Đó, không gian phòng khách rất là hợp lý. Tiếp theo, đây là phần phòng bếp. Với cái diện tích 32m² thì chủ nhà thiết kế cho quý vị 5 tầng 3 phòng ngủ rất là hợp lý. Không gian tủ bếp đây mọi người ạ, toàn bộ phần phòng bếp ở đây nói chung tương đối là gọn gàng, chu đáo và thiết kế chỉnh chu. Phần xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Với cái tông màu chủ đạo của màu bếp này thì là màu trắng, rất là tinh tế mọi người nhé. Với cái màu sắc nó rất là trẻ trung, năng động. Đó. Phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị xong hết, chậu rửa, vòi rửa, rồi là phụ kiện bếp đây, xong hết cho quý vị rồi. Theo như hiện trạng của ngôi nhà thì quý vị nào đang cần về ở luôn thì có thể về ở được luôn. Tiếp theo, tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngăn cách giữa phần cầu thang và cửa chính của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho quý vị một cái vách lam, vách CNC ở đây, rất là đẹp. Và cái phần ngăn cách giữa phần tủ bếp và kia cũng thế. Nói chung nhà thì theo hiện trạng có như thế nào, Ngọc Ánh quay thì quý vị đến xem là y như vậy. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả nhé mọi người. Toàn bộ thông số nhà Ngọc Ánh sẽ chia sẻ ở dưới phần miêu tả để quý vị có thể nắm bắt được cái thông tin. Rất nhiều quý khách hàng cũng có chia sẻ sao đợt trước em báo giá mà đợt này em không báo giá. Không phải, mà em sẽ để dưới phần miêu tả để ví dụ chủ nhà có tăng giảm thì em sẽ dễ dàng chỉnh sửa hơn nhá. Còn tránh cái việc khi mà có thể là căn này có khi thời điểm, tùy từng thời điểm với mọi người, có khi nửa tháng trước báo là 2.6 nhưng mà nửa tháng sau báo 2.550 chẳng hạn, thì em sẽ chỉnh sửa ở dưới phần miêu tả để cho quý vị yên tâm, còn không giấu giá nhá. Hoặc mọi người có thể alo cho em có thể báo giá luôn trực tiếp cho quý vị. Cái phần cầu thang đi lên của các tầng thì mặt bậc thiết kế là đá đen, ốp cổ trắng mọi người ạ. Tay vịn cầu thang toàn bộ là gỗ thì ở đây còn một chút nữa, phần hoàn thiện nữa là xong hết rồi. Sau đây Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và với cái ngôi nhà này, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, có 3 phòng ngủ thì 3 phòng ngủ thiết kế như sau. Cầu thang đi lên ở đây, vị trí đặt WC ở đây và phòng ngủ ở đây. Đây, phòng ngủ rất là rộng, có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Tất cả các phòng ngủ thì được lát sàn gỗ. Ban công đây mọi người ạ, cái căn nhà này hướng nhà đông nam, tương đối là mát. Đó. Ngõ trước nhà 2m, căn nhà này thì nó không nằm ở trên trục ngõ thông mọi người nhá. Đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, phòng ngủ rất là vuông. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và nhà vệ sinh thiết kế ở bên ngoài đây mọi người ạ. Với cái phòng vệ sinh này thì thiết kế đầy đủ cho quý vị đây. Rất là rộng. Phòng vệ sinh này thì chủ nhà toàn bộ ốp gạch lên trên tới tận trần, tương đối là sạch sẽ. Có cửa sổ nhỏ này để hút gió này. Đồng thời thì bồn cầu, thiết kế là bồn cầu liền khối, xem cây tắm nóng lạnh
lavabo. Ở đây sử dụng điện, nước riêng biệt từng căn. Căn nhà này thì được thiết kế xây dựng độc lập. Duy nhất một căn hồ sơ điện nước đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết rồi. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà, tầng 4 cũng vậy, thiết kế tương tự như tầng 2. Duy chỉ có điều là tầng 2 ấy, thì có ban công mở bước ra được. Còn ở trên phía tầng 3, tầng 4 thì thiết kế như thế này quý vị nhé. Cửa sổ đó. Tuy nhiên thì cửa sổ cũng được thiết kế hai lớp, rất là an toàn. Hệ thống trần thạch cao, phòng nào cũng thiết kế đầy đủ đầu chờ, ống chờ để lắp điều hòa. Đây, sàn gỗ. Phòng này thì rất là vuông, quý vị kê đồ nội thất rất là dễ dàng. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Với diện tích 32m2, được cái mặt tiền ưu điểm 4m, cho nên cũng tương đối là thoáng. Phòng vệ sinh ở tầng 3 đây. Đó. Tầng 4 cũng sẽ thiết kế y như vậy quý vị nhé. Cho nên với cái căn nhà này, tầng 2, 3 và 4 thiết kế cho quý vị. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, phòng vệ sinh thực tế như thế này. Và sau đây xin mời ngồi theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ngoài anh đang đứng ở cầu thang phía đi lên nơi tầng 5, ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống phần cầu thang mọi người ạ. Và trên tầng 5 thiết kế cho quý vị như sau. Tầng 5 ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ này. Đây, cửa sổ rất là thoáng. Phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy khu đô thị Đô Nghĩa, có thể nhìn thấy trường đại học Phenica. Từ vị trí này cũng khá là gần với bến xe Nghĩa. Nói chung là rất là hợp lý với cái vị trí cũng như giao thông đi lại thuận tiện. Ngọc Anh đã chia sẻ ngay từ ban đầu, hướng nhà là hướng đông nam, diện tích 32m. Thiết kế thì đã review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.